Thúy Kiều làm trợ lý kiêm giúp việc cho Ngọc Trinh nhưng đi chợ thì cứ là đòi siêu xe mới đi. Đây là phòng Kiều. Giờ là 7:30. Đây là Kiều. Giờ mà nó còn ngủ. Rồi cô chủ ngồi đây đi cô chủ. Ừ, xong rồi các em kêu cô chủ tính tiền nha. Ai theo dõi Ngọc Trinh từ lâu có thể biết rằng người trợ lý thân cận nhất của cô chính là Thúy Kiều. Không chỉ được ở trong căn biệt thự triệu đô, Thúy Kiều còn được Ngọc Trinh tặng xế hộp và cho sử dụng đồ hiệu. Nhưng cũng hiếm có giúp việc nào lại đòi nghệ sĩ lấy xế xịn chục tỷ trở đi chợ, mà còn phải xe đẹp xe mới chứ không là không chịu đi. Đúng là Ngọc Trinh chiều Kiều quá, Kiều hư phải hông Kiều. Thúy Kiều là nữ trợ lý may mắn được lòng Ngọc Trinh khi cô theo chân nữ hoàng nội y nhiều năm và nhận nhiều đặc ân không phải dạng vừa. Có thể thấy, ở đâu có mỹ nhân Trà Vinh thì ở đấy sẽ có trợ lý tận tâm, qua đó thấy được mức độ gắn kết của cả hai. Không chỉ được đích thân cô chủ dạy catwalk mà cô còn quyết tâm độ lại dáng để góp mặt trong clip của Ngọc Trinh. What are you doing, Pronto? Trên trang cá nhân của nữ người mẫu, cô thường xuyên khoe loạt khoảnh khắc giới thiệu sản phẩm mới có sự xuất hiện của nữ trợ lý. Dù thân hình có phần mũm mĩm và không quá ưa nhìn nhưng Thúy Kiều không ngại lăn xả hay hóa thân thành những hình ảnh ấn tượng để giúp sức chủ tịch. Kể cạnh một mỹ nhân sở hữu thân hình chữ S nóng bỏng như Ngọc Trinh nên Thúy Kiều cũng dốc sức tập luyện để có body thon gọn. Cô cũng chịu khó đầu tư trang phục và luyện tập hì hục để không phụ sự kỳ vọng của nữ chủ nhân. Theo dõi cuộc sống của trợ lý mỹ nhân Trà Vinh, khán giả không khỏi ghen tị khi cô được yêu thương hết mực. Trinh mới nói là đi coi mua gì mua đó, nhà mình có điều kiện mà, nó nói vậy mua cho em đôi dài đi, đôi dài em đang đi cũ rồi. Không giống với nhiều cặp đôi nghệ sĩ, trợ lý khác, Thúy Kiều nhiều lần không ngần ngại bật lại khiến Ngọc Trinh cứng họng. Tuy nhiên đó chỉ là những giây phút đùa giỡn của cả hai khiến người hâm mộ thích thú. Nhắc về cô em bên cạnh nhiều năm, nữ hoàng nội y không tiếc dành lời có cánh, có hỏi Kiều muốn làm với Trinh lâu dài không, thì nó bảo có, mình xem nó như thành viên trong gia đình. Nếu sau này có chồng thì mình nuôi nó luôn, còn để kiếm người trợ lý có tâm như Kiều thì chắc khó, tiêu chuẩn thì từ nó mà ra. Qua lời chia sẻ của cô, khán giả phần nào thấy được mức độ quan trọng của Thúy Kiều trong cuộc sống của người đẹp miền Tây. Đồng hành nhiều năm cùng Ngọc Trinh, Thúy Kiều có sức hút nhất định. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô nàng sở hữu hàng chục nghìn người theo dõi. Mỗi clip, bài viết đều dễ dàng đạt được triệu like, triệu view. Cùng với sự hậu thuẫn của nữ hoàng nội y và sức ảnh hưởng của cá nhân, cô nàng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng. Chính người đẹp Trà Vinh từng phải thốt lên, thời tới không cản nổi Kiều ơi. Thúy Kiều đã từng thử sức khi tham gia diễn xuất ở một dự án nhỏ. Cô được Ngọc Trinh tháp tùng, chăm sóc tận tình, trả cát xê ngay khi hoàn thành buổi ghi hình. Với mỗi hành động ân cần, quan tâm từ người đẹp Trà Vinh, trợ lý đều luôn gửi lời cảm ơn, trân trọng những tình cảm mà Ngọc Trinh đã ưu ái và hỗ trợ mình. Bạn có ấn tượng với sự yêu chiều của Ngọc Trinh dành cho Thúy Kiều? Hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về Sao Việt Tại Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!